Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, hiện tại thì bây giờ chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Thế nên nếu như các em đã đang xem được phần phát trực tiếp này thì hãy gửi lời chào tới chị nhé, được không nào? Các em ơi, ngày hôm nay chúng mình sẽ lại tiếp tục cái hành trình cùng với các bạn 2K8 để tiếp cận với chương trình ngữ văn lớp 9. Chắc hẳn rằng phía trước chúng ta sẽ là cực kỳ nhiều những cái tác phẩm, những cái phần văn bản hay và có giá trị. Thế nên chị mong rằng là trong những cái buổi tiếp cận sớm như thế này thì các em cũng có thể chủ động tham gia cùng với chị Hiên để ôn tập này. Đối với các bạn 2K7 thì sẽ là ôn tập, còn đối với các bạn 2K8 thì sẽ là cái hành trình chúng ta cùng với nhau tiếp cận về chương trình ngữ văn 9 nhá. Ok không nào? Ở đây thì chị đã thấy là có một số bạn đã vào xem phần phát trực tiếp ngày hôm nay rồi. Xin chào Huệ, xin chào Phương Linh, xin chào Thanh Loan, xin chào các em. Hello các bạn, hello Kiều Linh, xin chào em. Chúng mình ơi, cùng gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay nhá, được không nào? Chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu nhá. Đợi nhau thêm khoảng tầm 1-2 phút để các bạn ấy có thể vào và tham gia cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị. Sau đó thì chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cái phần kiến thức mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhá. Hello Phương Anh, xin chào Ngọc Anh, xin chào em, xin chào các bạn. Và hãy giúp chị Hiên làm một cái thao tác nho nhỏ, đó chính là tag thêm những người bạn của mình này và chia sẻ ngay lập tức cái phần phát trực tiếp này về trang cá nhân nhé. Hello Thư, xin chào em, xin chào các bạn. Chúng mình sẽ cùng đợi nhau một chút xíu để có thể bắt đầu cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay nha. Ok không nào? Đợi một chút cùng với chị nhá. Đợi một chút. Chúng mình ơi, ngày hôm nay thì các bạn muốn là chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu trước về cái phần văn bản nào ạ? Và các bạn có biết hai cái cuốn này không? Chúng mình có biết hai cái cuốn này không? Không biết là đã có bạn nào đăng ký khóa VIP ở trong năm nay dành cho các bạn 2K8 đã nhận được một cái cuốn sách, một cái cuốn vở viết rất là xịn sò này chưa ạ? Vở luyện viết dành cho các bạn học sinh lớp 9, hành trình chinh phục đại dương văn học. Và đây sẽ là cái món quà được tặng kèm khi mà các bạn 2K8 đăng ký sớm khóa VIP trong năm nay đấy chúng mình ạ. Hiện tại thì vẫn còn đang có ưu đãi học phí dành cho các bạn học sinh 2K8 khi mà chúng mình đăng ký khóa học VIP để đồng hành cùng với học văn chị Hiên trong cả một năm học sắp tới. Nên chị rất hy vọng là các bạn có thể chủ động nhắn tin về để tìm hiểu thêm về khóa học này, để xem là liệu rằng là trong cái hành trình chinh phục đại dương môn văn đó, chúng ta sẽ được tiếp cận với những cái phần kiến thức nào và nó có thực sự là phù hợp với chúng mình không nha. Rất hy vọng sẽ được gặp các bạn ở trong lớp VIP của học văn chị Hiên nhá. Rồi chúng mình ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái phần ngày hôm nay mà chị muốn trao đổi cùng với các bạn. Đây là một người bạn cực kỳ thân thiết với những ai đã từng biết đến học văn chị Hiên. Đó chính là bộ sổ tay văn học, đúng không nào? Và ngày hôm nay cái tác phẩm mà chị muốn đi cùng với các em, cái phần văn bản mà chị muốn đi cùng với các em, chị xin phép là được đọc một cái phần ngắn của văn bản đấy để xem các bạn có đoán ra được phần văn bản này là gì không nhá. Như sau ạ, chúng ta có phần văn bản như thế này. Các bạn đợi chị một chút nha, để chị chỉnh lại cái này một tí xíu. Ok, đây chúng ta có một cái phần văn bản như sau. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Song Trương có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá mức, quá sức, nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc sum vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học, nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi mẹ chàng có dặn, được không ạ? Mẹ chàng có dặn rằng, chúng mình ơi, đó là tác phẩm gì nhỉ chúng mình nhỉ? Có nhớ không ạ? Đó là tác phẩm gì? À đúng rồi, Người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ chúng mình nhá. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau mở cái cuốn sổ tay văn học này ra. Bởi vì như chị đã nói, nếu như đối với các bạn 2K8 đang muốn xuất phát sớm thì đây thực sự là một cái bộ ấn phẩm mà nhất định các bạn nên tìm hiểu. Bởi vì trong này nó có đầy đủ là những cái gì mà chúng ta cần ạ. Đó chính là những cái phần kiến thức trọng tâm về văn bản này. Và thêm vào đấy chúng ta sẽ còn có cả những cái phần diễn đạt để các bạn có thể sử dụng những cái phần diễn đạt đó luôn cơ.
À chúng mình ơi, ở đây có những ai là 2K8 giơ tay chị Hiên xem cái nhỉ? Ở đây có những bạn nào là 2K8 giơ tay chị Hiên xem cái nào? Có những bạn nào là 2K8 thế ạ? Có thể giơ tay chị xem được không? À, chị rất muốn nhìn thấy những cái gương mặt mới nè. Các bạn 2K7 thì ở thời điểm hiện tại đang trong những cái bước đường nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 sắp tới, vào 10 sắp tới rồi. Còn các bạn 2K8 thì cũng phải sẵn sàng cho cái hành trình sắp tới của chúng mình. Đó là hành trình lên lớp 9 này, ôn luyện rất là nhiều những cái phần kiến thức với... những cái phần kiến thức. Sau đó thì gì nhở? À sau đó thì cũng sẽ tập trung cho kỳ thi vào 10, nhất trí nhá. À khá khá đây, phải không ạ? Thế thì phải nhanh chóng giúp chị Hiên tag đi, được không ạ? Tag những người bạn của mình vào nào. 2K7 học được không chị? Đương nhiên là được rồi. Cũng là cái quá trình mình ôn tập lại luôn mà, đúng không ạ? Tag thêm những người bạn vào nhá. Bạn nào mà nhiệt tình nhất trong cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay mà tag thêm nhiều người bạn của mình nhất thì chị xin phép được tặng các bạn một cái cuốn này nhá. Ok không? Bạn nào mà tác bạn bè nhiệt tình nhất trong ngày hôm nay xin phép được tặng các bạn một cái cuốn này, Sổ tay dẫn chứng giọt mật văn chương. Đây là một trong những cái cuốn mà dạo gần đây các bạn ấy hỏi rất nhiều. Được không ạ? Ai mà gọi là sôi nổi tác những người bạn của mình nhất, chia sẻ cho chị nhiều nhất trong ngày hôm nay, chị xin phép được tặng cho các bạn một cái cuốn này, cuốn giọt mật văn chương. Nhất trí không? Đấy, thì đây sẽ là cái phần thưởng dành cho bạn nào mà năng nổ tương tác nhất trong ngày hôm nay nha. Ok không ạ? À, đương nhiên là chị sẽ chỉ dành tặng cho các bạn 2K8 thôi nha. Bởi vì ngày hôm nay á, đối tượng 2K8 của chúng mình là đối tượng được ưu ái mà. Nên chị rất hy vọng là gì? Chị rất hy vọng là các em có thể nhanh chóng tác những người bạn của mình vào đây để dinh ngay cái cuốn giọt mật văn chương này về nhá. Một cái cuốn sổ tay dẫn chứng rất là xịn, rất là xinh xẻo của học văn chị Hiên trung học cơ sở. Được không nào? Rồi, thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng quay trở lại đây với nhau nhé. Chúng mình sẽ cùng quay trở lại đây với nhau nào. Chúng ta sẽ có khi mà tìm hiểu về tác phẩm, cụ thể ở đây là Chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ ấy, thì các bạn sẽ thấy là chúng mình sẽ trước tiên là tìm hiểu những cái thông tin chung về tác giả và tác phẩm. Thì trong cái phần thông tin chung về tác giả tác phẩm này, các bạn sẽ thấy chúng ta có tác giả này, chúng ta có tác phẩm này, được không ạ? Chúng ta có gì nữa đây? À, cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, hay nói cách khác đây là về xuất xứ của tác phẩm này, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục là cái phần này. Chị thì chị cho rằng là cái phần quan trọng nhất chúng mình cần phải tìm hiểu đó chính là phần nội dung văn bản này. Ok không ạ? Nên là chị cũng muốn là sẽ đồng hành cùng với các bạn ở trong cái phần mà chúng ta đi sâu vào nội dung của văn bản. Trước tiên, chị em mình cùng với nhau tóm tắt lại về câu chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ nhá. Các bạn 2K8 ơi, chúng mình đã đọc cái chuyện ngắn này chưa ạ? À, chị xin lỗi, chúng mình đã đọc cái câu chuyện này chưa nhỉ? Chúng mình đã đọc câu chuyện này chưa ạ? Đã đọc cái câu chuyện truyền kỳ này chưa ạ? Nào, chúng mình đã đọc cái câu chuyện này chưa? Chúng ta đã đọc văn bản Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ chưa? Nếu mà chưa đọc thì bây giờ chúng mình sẽ cùng lắng nghe lại một lần nữa câu chuyện này cùng với chị, được không nào? Cùng lắng nghe lại cái truyền kỳ một gì ạ? Một trong những cái câu chuyện truyền kỳ này cùng với chị nhá. Để chúng ta sẽ cùng xem là gì ạ? Chúng ta sẽ cùng xem là có những cái diễn biến như thế nào đã xảy ra ở đây. Nhất trí không ạ? Chúng ta sẽ cùng với nhau lượt về cái này một chút xíu này. Thì các bạn sẽ thấy truyền kỳ Mạn Lục ở đây là tác phẩm được viết bằng chữ Hán, đúng không ạ? Truyền kỳ Mạn Lục gồm 20 chuyện, tất cả đều thể hiện một thái độ chính trị và triết lý nhân sinh ở mỗi phần, trừ chương 19, đó là cuộc nói chuyện thơ ở Kim Hoa. Truyền kỳ Mạn Lục có nghĩa là ghi chép, là tản mạn những chuyện lạ lưu truyền trong dân gian. Và Nguyễn Dữ đã xây dựng thành công nhiều nhân vật kết hợp với nhiều bố cục khác nhau, bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều có chung, đó chính là tiếng nói phản ánh một phần bản chất của xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Được không ạ? Và truyền kỳ Mạn Lục thì được lấy cốt truyện từ một chuyện dân gian và thần tích, nhưng mà kết cấu của tác phẩm không hề trùng lặp mà có phần phong phú hơn. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau lắng nghe. Chúng ta sẽ có truyền kỳ, chúng ta sẽ có ở đây, đó là gì nhở? À, đó chính là Chuyện Người Con Gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ nha. Các bạn đã sẵn sàng để nghe chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng để nghe câu chuyện này chưa?
Các bạn đã sẵn sàng để nghe văn bản này chưa? Trước tiên thì chúng mình cùng đọc văn bản cái đã nhá, cứ bình tĩnh. Bởi vì về cơ bản là khi mà học văn bản thì đương nhiên cái việc đọc phải là cái việc quan trọng nhất rồi. Đúng không ạ? Ok, đợi chị một chút xíu. Rồi, chúng mình sẽ có phần văn bản như sau. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mỹ nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng trương sinh mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới về. Song trương có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng đến thất hòa. Cuộc sum vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học, nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi, mẹ chàng có dặn rằng: nay con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình làm trọng. Gặp khó nên lui, lường sức mà tiến, đừng nên tham miếng mồi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. Quan cao tức lớn để nhường người ta, có như thế mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì con được. Chàng Trương quỳ xuống đất vâng lời mẹ dạy. Nàng rón rén rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng: chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu. Mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được 2 chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lần lút quân triều đình còn gian lao. Rồi thế trẻ che chưa có mà mùa dưa chín quá kỳ, đến khiến cho tiện thiếp băn khoăn mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo xét gửi người ải xa. Trông liễu rủ bãi hoang lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú. Dường dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bồng. Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa 2 hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo chàng đành dứt. Ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan san. Bấy giờ nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa con trai đặt tên là Đàn. Ngày qua tháng lại thoát đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn mây che kín núi thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh tình ngày một trầm trọng, bà không biết sẽ sống được, bèn chối lại với nàng rằng: ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không cắn ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Xong lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh, nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt, một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này trời xét lòng thành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ. Bà cụ nói xong thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình. Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Trương Sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời. Con vừa học nói, chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm. Đứa trẻ không chịu, ra đến đồng, nó quấy khóc, xin dỗ dành: nín đi con, đừng khóc, cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. Đứa con ngây thơ nói: ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít. Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nhỏ nói: trước đây thường có một người đàn ông
Đêm nào cũng đến, mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả. Tính chàng hay ghen, nghe con nói vậy, đinh ninh là vợ hư, mối nghi ngờ ngày càng sâu, không có gì gỡ ra được. Về đến nhà, chàng la lên cho hả giận, vợ chàng khóc mà rằng: Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc binh lửa. Cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có cái sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia là do ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói, chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói: Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến hoàng giang ngửa mặt lên trời mà than rằng: Kẻ bạc mệnh này duyên phận hầm hiu, chồng con dẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nuốc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết trinh bạch gìn lòng, xin nước xuống nước vào nước, xin làm ngọc mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lòng dạ, lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Nói xong, nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thây nàng, nhưng chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, đứa con chợt nói rằng: Cha đàn lại đến kia kìa. Chàng hỏi đâu, nó chỉ bóng chàng ở trên vách. Đây này. Thì ra ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha đàn. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc chót đã qua rồi. Cùng làng với nàng có một người tên là Phan Lang. Trước khi làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang, một đêm chiêm bao, thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan Lang thấy có một người phường trài đem biếu một con rùa mai xanh. Sực nghĩ đến chuyện mộng, bèn đem thả con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước. Phạm phải cửa ải Chi Lăng, nhân dân trong nước nhiều người sợ hãi phải trốn ra ngoài bể. Không may đắm thuyền đều chết đuối cả. Thầy Phan Lang dạt vào một cái động rùa hải đảo, có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng: Đây là vị ân nhân cứu sống ta thuở xưa. Linh Phi bèn lấy khăn giấu mà lau, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc Phan Lang liền tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đền giao thật nguy nga lộng lẫy, mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của rùa thần. Linh Phi bấy giờ mình mặc áo gấm rát ngọc, chân đi giày có vân nạm vàng, cười bảo Phan Lang rằng: Tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ của biển Nam Hải. Nhớ hồi nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người phường trài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời xui đất khiến cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa. Phi bèn đặt yến ở gác Chiêu Dương để thết đãi Phan Lang. Dự tiệc hôm ấy có vô số những mỹ nhân, quần áo thướt tha, mái tóc búi xễ. Trong số đó, có một người chỉ mặt hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống Vũ Nương. Phan có nhìn trộm nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với Phan Lang rằng: Tôi với ông vốn là người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quên nhau rồi ư?
Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương và gặn hỏi duyên cớ. Nàng nói: tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết. Nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông. Phan nói: nương tử nghĩa khắc Tào Nga, hờn không tinh vệ, mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Nay thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, há lại không tưởng đến quê hương ư? Vũ Nương nói: tôi bị trồng ruồng dẫy, thả già ở trốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa. Phan nói: nhà cửa tiên nhân của nương tử cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao? Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt rồi quả quyết đổi giọng mà rằng: có thể không gửi hình ẩn bóng ở đây mãi được, để mang tiếng xấu xa. Và chăng ngựa hồ gầm gió bắc, chim việc đậu cành nam, cảm vì nỗi ấy tôi tất phải tìm về có ngày. Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng 10 hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đền dài oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về. Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại cho họ Trương. Ban đầu Trương không tin, nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói: đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi. Chàng bèn theo lời, lập một đàn chàng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang, rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng. Theo sau đó có đến 50 chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào: thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thể sống chết cũng không bỏ, đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng, mờ nhạt dần mà biến đi mất. Các bạn ơi, đó chính là chuyện người con gái Nam Xương. Chị nhắc lại một lần nữa nha, một trong những cái rất là quan trọng của chúng mình trong cái quá trình mà các bạn gọi là học cùng với chị ấy, thì hãy nhớ giúp cho chị rằng là việc đọc văn bản là một trong những cái thao tác cực kỳ quan trọng. Bất cứ văn bản nào các bạn cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần để các bạn nắm được những cái ý chính. Bởi vì về cơ bản như ở đây thì các bạn cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn cũng đã biết rồi. Chúng mình phải tập trung vào cái việc đó là chúng ta gì nhở? À, chúng ta phải tập trung vào cái việc đó là chúng ta đọc lại những cái phần văn bản đấy chứ. Nên các em hãy chú ý giúp cho chị cái này nhá, được không? Thì ở đây sau khi mà chị đọc phần văn bản xong, đồng thời chúng ta sẽ có được những cái phần tóm tắt cụ thể ở đây ạ. Đó là câu chuyện này kể về Vũ Thị Thiết này, người con gái quê ở Nam Xương, tính tình nết na thùy mị, tư dung tốt đẹp, được không ạ? Cái số 2, lấy chồng là Trương Sinh chưa được bao lâu thì chồng phải đi lính, nàng ở nhà phụng dưỡng mẹ chồng và nuôi con nhỏ. Cái số 3, khi mẹ chồng mất thì nàng lo ma chay chu đáo như với cha mẹ đẻ. Cái thứ 4 là để dỗ con thì nàng thường chỉ bóng mình và bảo rằng là à, đấy là cha của con đấy. Ý số 5, khi mà Trương Sinh về thì con vừa biết nói, và đứa trẻ ngây thơ ấy đã nói với Trương Sinh rằng là gì ạ? Ông không phải là cha tôi, mà là gì nhở? À, cha của tôi ngày nào cũng đến, đúng không ạ? Đây, sau đó thì Trương Sinh vì cái tính ghen, thế nên là đã mắng nhiếc và đuổi vợ đi, được không ạ? Sau đó thì Vũ Thị Thiết, Vũ Nương đã ra bến Hoàng Giang tự vẫn để có thể minh oan cho chính mình. Và một đêm khi mà gì ạ?
bé Đàm chỉ lên bóng và nói với Trương Sinh là đây chính là cái người mà đêm thường đến. Thì lúc bấy giờ Trương Sinh mới nhận ra được cái sự oan uổng của vợ mình. Và để rồi gì nhở, à Vũ Nương được Linh Phi cứu đưa về động rùa. Ở đây thì nàng đã gặp Phan Lang, người cùng làng. Và sau đó Phan Lang đã trở về nhân gian. Nàng đã gửi chiếc hoa vàng và cùng với một cái lời nhắn là Trương hãy lập cái đàn giải oan cho mình. Và sau đó thì Trương Sinh đã lập đàn giải oan cho Vũ Nương. Và Vũ Nương đã hiện lên giữa dòng để từ biệt Trương Sinh rồi biến mất. Được không ạ? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhá. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, cái nhân vật chính trong cái tác phẩm này là nhân vật gì nhỉ các bạn nhỉ? Em ơi, nhân vật chính trong tác phẩm này là nhân vật gì nhỉ? À, đó chính là nhân vật Vũ Nương, đúng không ạ? Thì khi chúng ta tìm hiểu về cái nhân vật này thì trong cái cuốn sổ tay văn học, chị có nêu ra với các bạn về hai cái ý chính. Thứ nhất là vẻ đẹp của Vũ Nương. Và cái thứ hai đó là về bi kịch cuộc đời của Vũ Nương. Thì đây sẽ là hai cái ý chính mà các bạn cần phải ghi nhớ giúp cho chị về nhân vật Vũ Nương nhá. Ok không nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, nhắc tới nhân vật Vũ Nương, chúng ta sẽ nhắc tới là gì nhỉ? À, đây là một cái nhân vật, là một cái con người, là một cái người phụ nữ có phẩm hạnh tốt đẹp. Ngay từ đầu thì Vũ Nương đã được giới thiệu là một người con gái tính tình thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Tác giả đã nhấn mạnh vào cái gì ạ? Vào những cái vẻ đẹp phẩm chất. Vũ Nương mang đầy đủ vẻ đẹp về nhân cách phẩm hạnh của một người phụ nữ phong kiến. Đó là một cái vẻ đẹp vừa xinh đẹp này, vừa nết na này, vừa thùy mị này, vừa đoan trang này, vừa khéo léo này, lại vừa dịu dàng. Và cũng chính bởi vì thế, mặc dù là Trương Sinh là nhà hào phú, rất có điều kiện, thế nhưng mà Trương mến Vũ Nương bởi vì dung hạnh ấy và đã xin mẹ là đem 100 lạng vàng để cưới Vũ Nương về làm vợ. Phải không nào? Thì đây chúng ta thấy rằng là thứ nhất là một người phụ nữ có phẩm hạnh tốt đẹp. Cái số 2, Vũ Nương là một người vợ thủy chung. Tại sao lại nói như vậy? Mặc dù là chồng mình là một cái người có tính rất là hay ghen, thế nhưng mà trong cái quá trình mà gì ạ, làm vợ thì Vũ Nương chưa bao giờ để xảy ra một cái việc gì mà để hai vợ chồng phải đến thất hòa cả. Và đặc biệt là khi mà gì ạ, khi mà Trương Sinh phải đi lính, đúng không ạ? Khi mà nhận được tin là Trương Sinh phải đi lính thì bấy giờ hành động của Vũ Nương đó là gì nhở? Đó là rót chén rượu đầy. Một cái hành động thể hiện sự trân trọng, giữ lễ nghĩa vợ chồng. Và đi kèm với đó là dặn dò chồng những cái lời tình nghĩa đằm thắm. Nàng đã chẳng dám mong vinh hiền mà chỉ cầu cho chồng rằng là vì về là gì ạ? Là khi về thì mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi, đúng không nào? Vũ Nương cảm thông cho những cái nỗi gian nan, cho những cái vất vả mà chồng của mình phải chịu đựng nơi xa trường. Với những cái lời nhắn nhủ trước khi mà người chồng của mình lên đường đó là gì? Chỉ e việc quân khó liệu thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lần lút, quân chiều còn gian lao. Thế trẻ che chưa có, mà mùa dưa chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn mẹ hiền lo lắng. Những cái gì ạ? Những cái lời nhắn nhủ rất là xúc động của Vũ Nương gửi đến cho người chồng của mình trước giờ phút chia xa. Phải không nào? Thể hiện một cái nỗi nhớ nhung, thể hiện một cái nỗi mong chờ khắc khoải của Vũ Nương khi mà xa chồng. Chúng ta có thể thấy rằng là từng nhịp văn biển ngẫu đã được Nguyễn Dữ đưa vào trong những cái trang viết của mình, khiến cho trái tim của người đọc bây giờ cũng dường như là đang xôn xao theo những cái lời nhắn nhủ, những cái lời tỏ bày ấy. Đó là nhịp điệu trái tim của người vợ trẻ khao khát yêu thương và lúc nào cũng trong cái giây phút là lo âu hướng về nơi người chồng của mình. Và tấm lòng của Vũ Nương quả thật đã khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng xúc động.
được không nào? Thế nhưng mà đấy là cái lời dặn dò trong cái thời khắc mà khi người chồng của mình chuẩn bị ra chiến trường. Thế còn trong cái thời gian mà gì ạ? À, chúng ta thấy rằng Trương Sinh ở nơi chiến trường trận mạc thì sao? Vũ Nương càng chứng tỏ được cái phẩm chất là một người vợ thủy chung. Bởi lẽ là gì ạ? Nàng đã một lòng một dạ thủy chung này, chờ chồng, phụng dưỡng mẹ chồng, lo cho con, phải không ạ? Mặc dù là cũng có những cái nỗi buồn tủi, cũng có những cái nỗi thương chồng vò võ như thế kéo dài từ năm này qua tháng khác. Thế nhưng mà mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn mây che kín núi thì nỗi buồn chân trời góc bể không thể nào ngăn được. Lúc nào cũng mang theo một cái nỗi nhớ thương chồng trong biết bao nhiêu những cái năm tháng dài đằng đẵng như thế. Đúng không ạ? Đấy là cái ý tiếp theo. Và để rồi khi chồng trở về bị nghi oan thì Vũ Nương đã tìm mọi cách để có thể xóa bỏ đi cái sự ngờ vực ở trong lòng Trương Sinh. Cũng muốn giải thích. Bởi vì là gì ạ? Mọi cái lời nói của nàng bây giờ đều mong muốn là khẳng định cái tấm lòng và phẩm hạnh chân chính của mình. Nàng cũng đã muốn trò chuyện, nàng cũng đã muốn đối thoại để có thể tìm ra được gì ạ? Tìm ra được cái lý do vì sao mà chồng mình lại nghi ngờ và đổ oan cho mình như thế. Có thể thấy rằng với tất cả những cái điều này, để rồi ngay cả cái việc là tự gieo mình xuống dòng sông Hoàng Giang cũng chính là một trong số những cái chi tiết thể hiện rất rõ cho cái gì? Cho cái sự thủy chung như nhất của người phụ nữ này. Được không nào? Các bạn ơi, hãy chú ý giúp chị nhé. Bên cạnh đấy thì Vũ Nương còn được biết đến với hình ảnh của một người mẹ rất là thương con. Sinh con ra chỉ một mình nuôi dưỡng bởi vì lúc đấy thì chồng đi lính. Vũ Nương đã trở thành một người mẹ vừa hiền dịu vừa hết lòng nuôi dạy con của mình, cố gắng tìm mọi cách để bù đắp cho đứa con nhỏ đang thiếu vắng đi tình cha. Và điều ấy được thể hiện rất rõ, đó là cái chi tiết cứ mỗi đêm lại chỉ tay lên chiếc bóng của mình và khéo léo bảo rằng là à, đó là cha của con đấy. Để con có thể cảm thấy được rằng là gì ạ? Mình không thiếu thốn bất cứ một cái tình cảm nào cả. Và cha vẫn luôn luôn đồng hành cùng với con ở trong mọi cái hành trình. Thì có thể thấy rằng là Vũ Nương cũng là hình ảnh của một người mẹ thương con các bạn nhé. Và bên cạnh đấy thì Vũ Nương còn được biết đến với hình ảnh của một người con dâu hiếu thảo nữa cơ. Trong vai trò của một người con dâu thì nàng đã tận tình chăm sóc mẹ chồng lúc mà mẹ đau ốm, già yếu. Thể hiện rất rõ qua việc khi mẹ đau ốm, Vũ Nương lo lắng chạy chữa thuốc thang, thành tâm lễ bái thần Phật, dịu dàng lấy lời ngọt ngào để khuyên lơn. Khi mà mẹ không thể qua khỏi được cái bệnh tình của mình thì lời trăn trối cuối cùng của bà đã gì ạ? Đã đánh giá cao công lao của Vũ Nương đối với gia đình. Và bà chính là người hiểu hơn ai hết về gì? À, chính là người hiểu hơn ai hết về tấm lòng con dâu. Sau này trời xét lòng lành, sau này trời xét lòng lành ban phúc đức, giống dòng giống tươi tốt, con đàn con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng giống như con đã chẳng phụ mẹ. Được không ạ? À? Chính cái lời nhận xét ấy, chính cái lời trăn trối ấy đã cho chúng ta hiểu rằng là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong xã hội phong kiến vốn rất phức tạp. Thế nhưng với cái sự hiếu thảo của một cô con dâu hiền thảo giống như Vũ Nương thì người mẹ Trương Sinh không thể nào mà không yêu mến. Và để rồi sau khi mẹ chồng mất thì nàng đã lo ma chay, lễ tế như đối với chính cha mẹ của mình. Nha, đó chính là Vũ Nương, cũng là một người sống trọng tình nghĩa, dịu dàng, nhân hậu và coi trọng danh tiết. Vũ Nương khi được các nàng tiên cứu giúp, được một cái cuộc sống đủ đầy trong gì ạ? À, trong cung nước, thế nhưng mà luôn trân trọng và biết ơn ân đức của Linh Phi. Nhưng mà nàng lúc nào cũng nặng tình với quê hương, lúc nào cũng khao khát được trở về để có thể phục hồi lại cái danh dự của chính mình.
thì các bạn ơi hãy chú ý giúp chị. Đây là cái phần đầu tiên, phần mà chúng ta cùng với nhau đi tìm hiểu về vẻ đẹp của Vũ Nương nhá. Không biết là các bạn 2K8 có mặt ở trong phần phát trực tiếp này, các bạn đã tìm hiểu trước về một trong số những cái văn bản trung đại rất là đáng chú ý trong chương trình ngữ văn lớp 9 chưa? Chính là cái văn bản này ạ. Đó chính là chuyện người con gái Nam Xương. Chính là cái phần văn bản này chị đang trao đổi cùng với các bạn. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa thì các em ơi, các bạn có thể chủ động tìm giúp cho chị cái bộ sổ tay văn học bao gồm 4 cuốn này nhá. Chị nghĩ là cái giai đoạn đầu năm á, mà chúng mình mua sách ấy, nó là một cái thời điểm cực kỳ là hợp lý đấy. Chị nghĩ đây sẽ là một cái thời điểm cực kỳ là hợp lý. Nên là các bạn có thể chú ý giúp chị là cái bộ sổ tay văn học này thì bao gồm 4 cuốn trình bày tất cả những cái phần kiến thức trong các tác phẩm của chương trình ngữ văn lớp 9 luôn. Nên là chị rất là mong rằng là nếu mà được thì các bạn cũng có thể thử tham khảo cái bộ sổ tay văn học này xem sao. Ok không nào? Nhưng mà trước tiên như chị đã nói rồi, để xuất phát sớm thì cái điều quan trọng nhất của chúng mình là chúng ta cần phải đọc văn bản đã. Thế nên là hãy đọc sách giáo khoa, đọc toàn bộ những cái văn bản mà chúng mình được trao đổi, được chia sẻ ở trong chương trình ngữ văn lớp 9 nhá. Thì khi mà các bạn đã đọc văn bản rồi thì cái phần hướng dẫn của chị cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chứ bây giờ là nhiều bạn vẫn còn chưa cả biết là chuyện người con gái Nam Xương là gì cơ. Đấy, thế nên là chúng mình phải xuất phát sớm thôi, chúng mình phải cố gắng xuất phát sớm để có thể đi nhanh hơn và đạt được cái kết quả cao hơn. Và chị mong rằng là sẽ được gặp các bạn ở trong cái khóa học văn VIP dành cho các bạn học sinh 2K8 nhé. Và hiện tại thì vẫn đang còn ưu đãi học phí trong tháng 5 dành cho các bạn học sinh 2K8 đăng ký khóa học văn VIP đấy. Chúng mình sẽ có một cái học phí ưu đãi, đó chính là 2.150.000 và học phí gốc của chúng mình là 2.450.000 đấy. Được giảm 300.000 học phí cho nếu như các bạn đăng ký ở trong tháng này. Và đương nhiên rồi, chúng mình sẽ còn được tặng thêm một cái cuốn vở luyện viết, một cái cuốn tài liệu rất rất là hay và cực kỳ cần thiết nữa đấy. Nên chị mong rằng là các bạn 2K8 ơi, các bạn có thể cân nhắc để nếu như các bạn quan tâm tới cái khóa học này thì có thể nhắn tin ngay về cho admin fanpage học văn chị Hiên Trung học cơ sở và gặp lại các chị ở trong khóa học này chúng mình nhá. Ok không nào? Rồi, còn có lẽ là buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây thôi. Chị sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo. Các bạn hãy nhớ là đừng quên theo dõi fanpage Học Văn Chị Hiên chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi trưa cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Bye bye.